Chào mừng anh em đến với kênh review chân thật đến mức xạo quần luôn. Lâu lắm tôi mới ra một clip nha, nên cố để ý theo dõi xem nha. Chứ cả năm trời tôi mới ra, tại vì để đưa được cực phẩm đến anh em tôi phải băng rừng, vượt suối, treo đèo, lộ qua biết bao nhiêu con đèo, đi qua biết bao nhiêu con suối mới có thể có được cực phẩm cho anh em. Đây, hôm nay cực phẩm của thầy. Đấy. Không phải chôm chôm nha, không ai nói là chôm chôm nha, không phải chôm chôm. Nhớ nha, đây là cực phẩm mà tôi chưa kịp đặt tên. Anh em có thể đặt tên nha, comment ở dưới để đặt tên nha. Đấy, một màu đỏ nồng thấm giống như môi tôi, xinh đẹp rạng ngời. Đây, cho anh em thấy à. Trời, cũng thơm, chưa bẻ, chưa lột ra mà lấy gì thơm. Đấy, tiếp đây tôi sẽ cắn ra review cho anh em. Đây, một màu vàng ươm như ánh ban mai chiếu rọi tâm hồn tôi, giống như là những lượt xem của quý vị vậy đó. Đấy, thơm nha, thơm ngào ngạt luôn, thơm cái gì thơm của thơm á. Anh em tự ngửi nha, đó cho anh em ngửi nè, đó cho anh em tự ngửi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ nếm thử mùi vị để review nó có chân thật đến nhất cho anh em. Nốt miếng. Ngọt nha, cực kỳ ngọt luôn. Ngọt giống như là vị ngọt của tình yêu á. Quá ngọt. Đừng xem biểu hiện, hãy tin những gì tôi nói. Review rất chân thật. Quá ngọt luôn, cực đỉnh luôn, number one luôn. Chai khác nha. Đó, chai tiếp theo nha. Đó. Đi được thay quần giật. Ướt hết rồi.